Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng, trong đó có cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Trong đó có ông Nguyễn Tấn Long, đang là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, Trương Thành Giàu, phụ trách phòng 1, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai, chi nhánh Biên Hòa, Nguyễn Mộng Hiền, Tổ trưởng Tổ quản lý khai thác quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai, chi nhánh Biên Hòa, Hồ Bá Minh, nguyên Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa. Các bị can này có liên quan đến vụ việc vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án khu dân cư thương mại Phước Thái, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Phước Thái làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Tấn Long có dấu hiệu sai phạm khi đang là trưởng ban quản lý dự án thành phố Biên Hòa, đến khi làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa.